Tiểu sử của Đức Giám mục Phaolô Bùi Chu Tào, nguyên Giám mục chính Tòa Tiên Khởi Giáo Phường Phạc Diệm. Kính thưa cộng đoàn, Đức cha Phaolô Bùi Chu Tào sinh ngày 21 tháng 1 năm 1909 tại xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, thuộc giáo xứ Tam Châu, giáo phận Phạc Diệm. Đức cha Phaolô Bùi Chu Tào là con cả trong gia đình có 7 anh chị em, gồm có 5 trai và 2 gái. Thân phụ của ngài là ông cố Giuse Bùi Liêng và thân mẫu là bà cố Anna Nguyễn Thị Hợi. Lúc cậu bé Bùi Chu Tào lên 10 tuổi, song thân gửi cậu vào ở với linh mục Phaolô Dương Đức Liêm tại giáo xứ Dưỡng Diệm và giáo xứ Phúc Hải. Nhận thấy cậu bé Bùi Chu Tào có nhiều phẩm chất phù hợp với con đường tu trì, cha Liêm gửi cậu vào học trường Thử Ba Làng. Từ năm 1921 đến năm 1923, cậu Bùi Chu Tào theo học tại trường Thử Ba Làng, sau đó về học tại Tiểu Chủng Viện Phúc Nhạc, rồi tiếp đến là học tại Đại Chủng Viện Thường Kiệm từ năm 1931 đến năm 1937. Năm 20 tuổi, Bùi Chu Tào bị bệnh nặng, thân phụ của ngài nhận được báo mộng rồi được tình cờ chỉ dẫn đến thầy lang chữa khỏi bệnh. Gia đình tin rằng việc này là do Thiên Chúa giúp đỡ. Hai năm làm thầy giảng giúp cha Phaolô Dương Đức Liêm, chủng sinh Bùi Chu Tào dạy đạo đức cho giới trẻ. Trong thời kỳ dạy học này, thầy tỏ ra là một giáo viên gương mẫu, hiền lành nhưng không kém phần cương nghị và nghiêm khắc, có phương pháp giáo dục dựa trên tình thương. Ngày 13 tháng 3 năm 1937, thầy phó tế Phaolô Bùi Chu Tào được Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Bá Tòng phong chức linh mục tại giáo phận Phạc Diệm. Sau khi được phong chức, tân linh mục được bổ nhiệm làm phó sứ giáo xứ Khiếp Kỳ. Nhưng chỉ một tuần sau đó thì ngài lại được bổ nhiệm làm giáo sư Tiểu Chủng Viện Phúc Nhạc. Năm 1946, cha Phaolô Bùi Chu Tào được bổ nhiệm làm linh mục linh hướng Đại Chủng Viện Thường Kiệm. Từ năm 1951, ngài bị bệnh và được cho nghỉ dưỡng bệnh tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Sau năm 1954, cha Phaolô Bùi Chu Tào về nhận nhiệm sở tại Tam Châu, quê hương của ngài, cùng kiêm quản nhiệm các giáo xứ Gia Lạc, giáo xứ Nam Biên, giáo xứ Hiệu Thuận và giáo xứ Phúc Hải. Vì gia đình khá giả và có nhiều ruộng đất, cha Phaolô Bùi Chu Tào đã có dịp vào miền Nam. Và ngài nhận định rằng nếu gia đình chuyển vào miền Nam thì cuộc sống sẽ tốt hơn. Sau đó, gia đình của ngài đã di cư vào miền Nam sinh sống. Bản thân ngài cũng có ý định di cư vào Nam. Tuy nhiên, Đức cha nhận thấy trong giáo xứ còn nhiều người đang lâm cảnh khó khăn. Do đó, ngài quyết định ở lại để hỗ trợ họ và trông coi tài sản cho gia đình. Vì việc quản lý các tài sản là ruộng đất và một căn nhà lớn, trong thời cải cách ruộng đất, ngài bị đầu tố và kết án tử. Tuy nhiên, sau đó ngài đã thoát khỏi việc bị xử tử, nhưng tất cả ruộng đất và căn nhà đều bị tịch thu. Ngày 30 tháng 11 năm 1956, Tòa Thánh chính thức bổ nhiệm cha Phaolô Bùi Chu Tào đảm trách vai trò linh mục giám quản tông tòa Phạc Diệm. Giữa lúc giáo phận Phạc Diệm đầy biến cố phức tạp, Đức giám mục đại diện tông tòa Tadeo Lê Hữu Từ đã di cư vào Nam. Cuộc di cư 1954 để lại cho giáo phận những khoảng trống. Số linh mục phần lớn đã di cư, số lượng giáo dân cũng di cư hơn một nửa. Giáo dân còn 50.000 trên tổng số 110.000, linh mục còn 34 trên tổng số 158, cùng với một số rất ít thầy giảng và nữ tu. Cha Phaolô Bùi Chu Tào chính thức rời giáo xứ Tam Châu, nhậm chức giám quản giáo phận vào ngày 25 tháng 1 năm 1957. Trong thánh lễ nhậm chức giám quản tông tòa, cha Bùi Chu Tào mặc áo trùng thâm viền tím, đội mũ giám mục, đeo nhẫn giám mục, cầm gậy mục tử. Tuy nhiên, ngài không đeo thánh giá ở ngực vì ngài không phải là giám mục. Trong thư chung đầu tiên gửi toàn địa phận để ngày 25 tháng 1 năm 1957, cha Phaolô Bùi Chu Tào cho biết với tài hèn sức mòn và thường xuyên đau yếu nên ngài đã hết lời từ chối quyết định của tòa thánh. Tuy vậy, cuối cùng ngài cũng phải tuân theo chỉ thị. Trong thư, cha Phaolô cũng đề cập đến niềm tin vào việc quản lý địa phận. Thông qua việc ví địa phận với con thuyền chở Chúa Giêsu cùng đoàn chiêng và tin tưởng với bất kỳ tay lái tàu nào cũng an lòng vì có Chúa ở bên.
Sau khi trở thành giám quản giáo phận Phạc Diệm, cha Phaolô Bùi Chu Tảo bổ nhiệm linh mục Phaolô Nguyễn Quang Thiều làm thư ký. Ngài cùng với cha thư ký đã đi thăm mục vụ một số giáo xứ trong địa phận Phạc Diệm. Cũng trong dịp này, cha Phaolô Bùi Chu Tảo yêu cầu linh mục Nguyễn Quang Thiều nói rõ quan điểm về Ủy ban Liên lạc Toàn quốc những người Công giáo Việt Nam yêu Tổ quốc yêu hòa bình. Sau khi thực hiện đề nghị này, nhà cầm quyền quyết định không chấp nhận cho linh mục Nguyễn Quang Thiều đi cùng đức giám quản Bùi Chu Tảo. Sau làn sóng di cư, việc quản trị địa phận càng thêm khó khăn vì thiếu hụt giáo sĩ. Đại chủng viện Thường Kiệm bị giải thể, dòng mến thánh giả Phạc Diệm phần lớn đã di cư. Trong tình thế này, cha giám quản Phaolô Bùi Chu Tảo quyết định gửi các chúng sinh đi học ở Hà Nội, nhận lớp đệ tử mới vào nhà thử và nhà tập cho hội dòng mến thánh giả Phạc Diệm coi sách, bày tỏ lập trường quan tâm chăm sóc đến giáo dân. Những công việc cha giám quản làm đã gây ấn tượng với Đức Khâm Sứ Tòa Thánh John Bully. Từ đó, Đức Khâm Sứ đã được đình chọn và xin Tòa Thánh bổ nhiệm cha Phaolô Bùi Chu Tảo làm giám mục. Ngày 24 tháng 1 năm 1959, Tòa Thánh loan báo Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm linh mục giám quản Phaolô Bùi Chu Tảo làm giám mục giám quản Tông Tòa Phạc Diệm. Thánh lễ tấn phong cho tân giám mục được cử hành ngày 26 tháng 4 năm 1959 tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Chủ phong là Đức cha Giuse Maria Trịnh Như Khuê, giám mục đại diện Tông Tòa Hạc Đại diện Tông Tòa địa phận Hà Nội. Tham dự thánh lễ tấn phong có 3 linh mục và một số giáo dân Phạc Diệm ở Hà Nội. Sau thánh lễ tấn phong được nhận định là đột ngột này, tình hình tôn giáo tại Việt Nam trở nên căng thẳng. Đức Khâm Sứ Tòa Thánh Duli bị trục xuất khỏi Việt Nam. Việc thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam được Đức Giáo Hoàng Gioan 23 ký sắc chỉ tuyên bố vào ngày 26 tháng 11 năm 1960. Thông tin sắc chỉ cho biết, Tòa Thánh nâng các hạt đại diện tông tòa tại Việt Nam lên hàng giáo phẩm, đồng thời bổ nhiệm các giám mục chính tòa tiên khởi cho các giáo phẩm mới này. Sắc chỉ được công bố tại Việt Nam sau đó vào ngày 8 tháng 12 cùng năm. Cùng với các giám mục khác, Đức giám mục giám quản địa phận Phạc Diệm Phaolô Bùi Chu Tảo được chọn làm giám mục chính tòa tiên khởi giáo phận Phạc Diệm. Sau khi tin bổ nhiệm được công bố, nhiều nghi lễ trọng thể được cử hành tại Việt Nam. Đức cha Phaolô Bùi Chu Tảo là vị giám mục chính tòa giáo phận Phạc Diệm đầu tiên xuất thân từ chính giáo phận này. Sau khi nắm quyền quản lý giáo phận, các linh mục lớn tuổi ở lại sau di cư dần dần qua đời. Tuy vậy, việc đào tạo chúng sinh lại mờ mịt. Chính sách gửi chúng sinh đi Hà Nội tu học bị đình trệ vì chủng viện Hà Nội lại bị giải tán. Ngoài các nữ tu dòng mến thánh giả Phạc Diệm đi sơ tán, các nữ tu còn lại gặp nhiều khó khăn. Năm 1968, loạt bom Mỹ phá hoại đã giật chết nữ tu bề trên và 4 nữ tu khác. Cơ sở nhà dòng cũng bị tàn phá. Trong tình cảnh này, nhà thờ chính tòa Phạc Diệm đắp lũy đất tránh bom đạn và cho sơ tán thánh lễ Chủ nhật về các giáo họ Lè. Tháng 8 năm 1972, bom Mỹ phá hoại nhà thờ chính tòa Phạc Diệm cách nặng nề. Lo sợ ảnh hưởng đến phần cung thánh sơn song thiệp vàng, Đức cha Phaolô Bùi Chu Tảo quyết định tái thiết ngay sau đó. Công việc cũng được giới giáo sĩ và giáo dân ủng hộ nhiệt tình, nhiều trường hợp đến hỗ trợ không công. Việc tái thiết hoàn thành sau 2 năm thực hiện. Sau quá trình trùng tu, về sau nhà nước Việt Nam công nhận quần thể này là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Tháng 5 năm 1974, Đức cha Phó Giuse Lê Quý Thanh qua đời. Mất mát này làm cho ngài lâm bệnh trong vài năm. Sau sự ra đi của Đức cha Phó, Đức giám mục Phaolô Bùi Chu Tảo ra thư chung gửi giáo dân trong giáo phận với nội dung kêu gọi các thanh niên có học thức đi theo con đường tu trì, đồng thời xin chính quyền cho giảng dạy theo phương pháp hàm thụ để giáo phận có thêm linh mục. Đức cha Phaolô Bùi Chu Tảo cũng xin giáo dân cầu nguyện để giáo phận có tân giám mục phó. Năm 1977, Tòa Thánh bổ nhiệm linh mục Giuse Nguyễn Thiện Khuyến làm giám mục phó giáo phận. Tháng 3 năm 1980, hai linh mục đầu tiên của giáo phận được phong chức
Đây là lần phong chức linh mục đầu tiên sau năm 1954. Năm 1982, thêm 2 linh mục được phong chức và có 7 linh mục được công khai hóa chức vụ linh mục mà trước đó đã được mật phong. Tháng 12 năm 1981, Đức Giám mục Phó Giuse Nguyễn Thiện Khuyến qua đời. Việc cả hai giám mục phó đều qua đời khiến đức cha Phaolô Bùi Chu Tạo đổ bệnh kéo dài trong vài năm. Tháng 6 năm 1984, Đức cha Phaolô Bùi Chu Tạo bổ nhiệm linh mục Phaolô Tịnh Nguyễn Quang Thiều làm linh mục tổng đại diện giáo phận Phạt Diệm. Năm 1985, tình hình tôn giáo căng thẳng khi linh mục Hồng Phúc, người thân tín của Đức cha Phaolô Bùi Chu Tạo bị đưa đi quản chế. Đức cha tuyên bố: "Tuổi già của tôi ước mong có gậy chống", nào ngờ nhà nước bắt cha Phúc đi quản chế. Án thì cha Phúc nhận, còn đòn thì chủ đánh vào tôi. Chính sách tôn giáo kể từ năm 1986 dịu nhẹ hơn do xu thế chung của thế giới. Năm 1988, Tòa Thánh bổ nhiệm linh mục Giuse Nguyễn Văn Yến làm giám mục phó giáo phận Phạt Diệm. Thánh lễ tấn phong cho Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến được cử hành ngày 16 tháng 12 năm 1988. Chủ phong trong thánh lễ là Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội. Hai giám mục phụ phong là Đức cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương, giám mục chính Tòa giáo phận Hải Phòng, và Đức cha Phaolô Giuse Phạm Đình Tùng, giám mục chính Tòa giáo phận Bắc Ninh. Năm 1980, Đức cha Phaolô Bùi Chu Tạo đến thăm Tòa Thánh, đồng thời đến thăm Hungary và Liên Xô, thời gian thăm kéo dài 8 tháng. Năm 1990, Ngài viếng thăm Ad Limina và yết kiến Đức Giáo Hoàng. Và 1996, Đức cha một lần nữa viếng thăm Tòa Thánh theo nghĩa vụ Ad Limina. Năm 1990, Đức cha Phaolô Bùi Chu Tạo tổ chức kỷ niệm 100 năm mừng nhà thờ chính Tòa Phạt Diệm và xin Tòa Thánh ban ơn toàn xã cho giáo phận Phạt Diệm, đồng thời tổ chức cho các giáo xứ hành hương về giáo phận. Việc hành hương về giáo phận sau này đã lan rộng ở các giáo phận tại Việt Nam. Năm 1990, Đức cha Phaolô Bùi Chu Tạo kiêm nhiệm thêm vai trò giám quản Tông tòa giáo phận Thái Bình. Trong dịp kỷ niệm Ngọc Khánh linh mục của mình, Đức cha Phaolô Bùi Chu Tạo được ca ngợi với danh hiệu mục tử hiền lành, chủ trang căng đảm. Vì điều kiện khó khăn, trong nhiều năm, Đức cha Phaolô Bùi Chu Tạo không thể thực hiện các chuyến thăm mục vụ. Vì thế, Ngài đã gửi thư chung vào các dịp khác nhau trong năm nhằm khuyến khích giáo dân sống đạo. Đức cha Phaolô Bùi Chu Tạo quan tâm đến giới gia trưởng vì Ngài quan niệm họ có trách nhiệm giáo dục con cái. Chính vì vậy, năm 1990, Đức cha cho thành lập Hội Gia trưởng nhằm mục đích hỗ trợ các gia đình sống đạo. Ngài đã đưa ra nội quy 5 điều cho in trên lịch phụng vụ của giáo phận, quy định ngày thứ tư đầu tháng là ngày các gia trưởng cầu nguyện cho các gia đình. Trên thực tế, Đức cha Phaolô Bùi Chu Tạo cũng đi quản chế. Ngài chỉ được phép cử hành thánh lễ tại Tòa giám mục Phạt Diệm và nhà thờ chính Tòa Phạt Diệm, nhưng không được phép đến thăm các giáo xứ trong giáo phận. Nói về việc giáo dục công giáo, Đức cha Phaolô Bùi Chu Tạo cho in sách kinh bổn nhiều lần và bán với giá rẻ nhằm khích lệ giáo dân học kinh bổn, khuyến khích các giáo xứ, giáo hò tổ chức các cuộc thi kinh bổn cho giáo dân, đặc biệt là các thanh thiếu niên. Ngoài ra, Ngài cũng khai mở các lớp đào tạo giáo lý viên và huấn luyện các giáo chức hốt. Ngoài việc trùng tu nhà thờ lớn và hội quán, Đức cha còn hỗ trợ trùng tu các công trình tôn giáo khác nhau. Và Ngài đã ủy nhiệm cho Đức cha Phó Giuse Nguyễn Văn Yến xây dựng nhà nguyện tại Tòa giám mục, nhà xứ Phạt Diệm và một số công trình khác. Trong thời kỳ khó khăn của giáo phận, Đức cha Phaolô Bùi Chu Tạo đã đào tạo và phong chức cho 24 tân linh mục. Trong thời kỳ từ năm 1954 đến năm 1980, giáo phận Phạt Diệm chỉ được phép phong chức 2 linh mục mới và đến năm 1982 phong chức thêm 2 linh mục nữa. Năm 1995, giáo phận có thêm 7 linh mục. Lúc này linh mục đoàn giáo phận Phạt Diệm chỉ có khoảng 10 linh mục vì các linh mục lớn tuổi qua đời và bị quản chế.
tình trạng thiếu linh mục để thực hiện công việc mục vụ là phổ biến. Sau những chính sách cởi mở về tôn giáo, Đức Cha Phaolô bùi chú tạo cho các chúng sinh đi học tại chủng viện tại Hà Nội. Ngài cũng có phần tại tiệc dòng mễ thánh giả Phạt Diệm. Trong thời kỳ giám mục của Đức Cha Phaolô bùi chú tạo, do hoàn cảnh chiến tranh, các linh mục thiếu hụt trầm trọng. Hầu hết các xứ, họ đều không có linh mục cai quản. Để bù đắp việc này, Đức Cha đã tái tổ chức phong trào hội thánh thể tại các giáo xứ và ban nhiều đặc ân cho những ai vào hội thánh thể cổ võ việc chầu mình thánh, đặc biệt là trong ngày chầu lược của các giáo xứ. Đức Cha Phaolô bùi chú tạo là một con người giản dị trong sinh hoạt, kể cả việc ăn mặc. Căn phòng của ngài gồm một chiếc giường trải chiếu cùng với một bộ bàn ghế mộc mạc. Bữa ăn của ngài thường ngày cũng chỉ là rau mắm. Bản thân Đức Cha cũng tự giặt giũ quần áo và tự tay dọn dẹp phòng riêng. Thời kỳ trước năm 1972, ngài chỉ có 3 bộ quần áo, kể cả đồ ngủ. Tuy nhiên, Đức Cha vẫn chia sẻ bộ đồ ngủ cho người hành khất khi thấy quần áo của người này bị rách. Khi thời tiết trở nên lạnh giá, Đức Cha chỉ sử dụng bình đựng nước nóng để chườm tay chân, không yêu cầu các tiện nghi khác. Trong sinh hoạt thường ngày, ngài thức dậy vào lúc 2 giờ sáng và cầu nguyện trước thánh thể. Sau giờ cầu nguyện, Đức Cha cử hành thánh lễ. Ngoài ra, ngài cũng có thói quen đọc các giờ kinh phụng vụ trước thánh thể. Cai quản giáo phận trong thời kỳ khốn khó, bị hạn chế đi lại, Đức Cha Phaolô bùi chú tạo luôn giữ thái độ điềm đạm và bao dung. Ngài được đánh giá là người có cách ăn nói nhỏ nhẹ, giọng trầm, rành rọt, thâm thủy pha lẫn hóm hình. Dáng người nhỏ nhắn, yếu ớt, ánh mắt nhân hậu, hiền lành và có khả năng đọc vị lòng người. Đối với chính quyền địa phương, Đức Cha có lối đối xử lịch thiệp khi nhũng nhường lúc kiên trì cương nghị. Đặc biệt, ngài được ghi nhận về lòng bác ái, luôn tham gia hỗ trợ chính quyền cũng như người dân khi xảy ra nạn đói, cũng như khi gặp thiên tai, bạo lụt, và ngài thường tìm mọi lợi ích cho dân chúng. Dù cùng trong hoàn cảnh khó khăn, Đức Cha Phaolô bùi chú tạo yêu cầu linh mục quản lý hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Chính vì vậy, trong những năm xảy ra nạn đói, có nhiều người ăn xin đến với nhà chung Phạt Diệm. Với lòng yêu thiên nhiên, Đức Cha quyết định không cho dùng súng hơi vào săn chim tại khu vực tòa giám mục. Thời kỳ làm giám mục Phạt Diệm, Đức Cha Phaolô bùi chú tạo đã tấn phong cho lần lượt 3 giám mục phó. Năm 1964, ngài tấn phong cho Đức Giám mục Phó Giuse Lê Quý Thanh. Đến năm 1974 thì Đức Cha Lê Quý Thanh qua đời. Năm 1979, Tòa Thánh bổ nhiệm Đức Cha Phó Giuse Nguyễn Thiền Khuyến cũng được ngài tấn phong. Không lâu sau đó thì Đức Cha Phó Nguyễn Thiền Khuyến cũng qua đời. Tòa Thánh tiếp tục bổ nhiệm tân giám mục phó là Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, cùng được Đức Cha Phaolô bùi chú tạo tấn phong vào năm 1988. Tháng 7 năm 1996, Đức Cha Phaolô bùi chú tạo xuất hiện các triệu chứng bệnh mắc cồn, nhức mỏi và tăng huyết áp. Nhận được thư từ Đức ông Phaolô Giuse tình nguyện quang thiều gửi ngày 16 tháng 7 cùng năm, Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tùng gọi điện thuyết phục ngài đi chữa bệnh. Sau đó, Đức Cha đến tòa giám mục Hà Nội để kết hợp đi chữa bệnh. Ngày 22 tháng 7 năm 1996, triệu chứng bệnh của ngài có chuyển biến xấu, xuất hiện khối u ở vùng đại tràng. Sau khi xét nghiệm tại bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ chẩn đoán ngài bị bệnh phồng động mạch trụ bùng và có nguy cơ gây tử vong cao. Bệnh tình của Đức Cha Phaolô bùi chú tạo rất nghiêm trọng. Đoạn động mạch chủ phồng ở đoạn tách 2, khu vực ngay sát với thận. Với trình độ hiện tại của Việt Nam thì gần như không thể phẫu thuật. Đức Cha quyết định dưỡng sức và về dưỡng bệnh tại tòa giám mục Phạt Diệm. Sau khi được thuyết phục, Đức Cha Phaolô bùi chú tạo quyết định trở lại bệnh viện Việt Đức chữa trị. Sau nhiều xét nghiệm, giáo sư bác sĩ Đặng Hanh Đề, chủ nhiệm khoa ngoại, đến khám trực tiếp cho ngài và quyết định phẫu thuật vào ngày 12 tháng 8 năm 1996. Sau khi tin tức loan truyền đi khắp nơi, trong ngoài giáo phận Phạt Diệm và cả các hội đoàn cầu nguyện cho Đức Cha,
Tin tức cũng lan đến Tòa Thánh Vatican và được Tòa Thánh đề nghị xem xét tình hình để chuyển ngài sang Roma chữa trị. Tuy nhiên, ca mổ tại Bệnh viện Việt Đức thành công, Đức cha Phaolô Bùi Chu Tảo đã nhanh chóng khỏe lại. Sau khi mổ ít tháng thì Đức cha Phaolô Bùi Chu Tảo đi thăm Hà Nội. Sau đó ngài đi thăm Roma và gặp Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II. Nhân chuyến đi này, ngài cùng đến thăm nước Pháp và nước Đức. Tại Pháp, Đức cha đến thăm trung tâm hành hương Đức Mẹ Lộ Đức và cử hành thánh lễ tại bàn thờ nơi hang, nơi mà Đức Mẹ Maria đã hiện ra với bà Bernadette Subirus. Sau hành trình 1 tháng rưỡi, Đức cha về Việt Nam ngày 18 tháng 1 năm 1997. Trong thư chung gửi giáo dân sau đó, ngài cho rằng việc mình được chữa khỏi bệnh là do Thiên Chúa, cũng như lời cầu nguyện của mọi người. 3 ngày sau khi trở về Việt Nam, Đức cha chủ sự thánh lễ mừng sinh nhật lần thứ 89 với Cộng đoàn Giáo dân Phạt Diệm tại miền Nam. Tham dự thánh lễ này có Đức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật, giám mục giáo phận Xuân Lộc, và Đức cha Louis Phạm Văn Nậm, giám mục phụ tá Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 15 tháng 10 năm 1998, Tòa Thánh Loan tin Đức Giáo Hoàng đã chấp thuận đơn xin hồi hưu của Đức cha Phaolô Bùi Chu Tảo. Ngài chính thức được nghỉ hưu từ ngày 3 tháng 11 năm 1998. Sau khi được chấp thuận đơn xin hồi hưu, Đức cha đã viết thư chung gửi toàn thể giáo dân trong giáo phận Phạt Diệm. Trong thư, ngài gửi lời cảm ơn đến mọi người đã hỗ trợ và công tác trong suốt thời gian ngài quản lý địa phận. Sau khi công bố Đức cha được nghỉ hưu, nhiều hội đoàn, tổ chức xin đến gặp ngài, nhưng đều bị Đức cha từ chối vì lý do ngài không còn cai quản giáo phận. Ngày 26 tháng 4 năm 2001, Đức cha Phaolô Bùi Chu Tảo trở bệnh viêm phổi cấp, được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Ngài đã qua đời sáng ngày 5 tháng 5 năm 2001, hưởng thọ 92 tuổi. Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cha cố có sự tham dự và đồng tế của 12 giám mục, 105 linh mục. Ngoài ra, còn có hàng trăm tu sĩ nam nữ, các chúng sinh và khoảng 25.000 giáo dân đến tham dự và cầu nguyện cho người cha chung quả cố. Thánh lễ an táng Đức cố giám mục được cử hành vào ngày 9 tháng 5. Sau thánh lễ, linh cữu của Đức cha được chuyển đến an táng tại nhà thờ chính tòa Phạt Diệm. Đặc biệt, vị trí chôn cất Đức cha cố được đặt đúng vị trí mà hơn 60 năm trước, năm 1937, ngài nằm xuống trong nghi thức truyền chức linh mục. Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, giám mục giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng có nhận xét với Đức giám mục Bùi Chu Tảo: Đức cha và Phaolô là một tấm gương sáng về lòng mến Chúa yêu người. Ngài luôn luôn là một người cha đáng kính và đầy tình yêu thương con cái. Hình ảnh của Đức cha chắc chắn sẽ khắc ghi sâu trong trái tim mỗi người. Ông Đặng Đức Tào, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình viết trong sổ tang Đức cố giám mục: Vô cùng thương nhớ Đức cố giám mục nhân trưởng Phaolô Bùi Chu Tảo đã trọn đời chăn dắt giáo hội cộng đồng Phạt Diệm sống tốt đời đẹp đạo, góp phần cùng giáo hội Công giáo Việt Nam sống phúc âm trong lòng dân tộc. Linh mục An Tông Đoàn Minh Hải từng là giúp lễ và ở cùng với Đức cha Phaolô Bùi Chu Tảo kể lại: Đức cha rất gọn gàng ngăn nắp và thường xuyên nhắc nhở các chú phải sống nhân bản, từ ăn uống, đi lại, trang phục, nói năng, vân vân. Kính thưa cộng đoàn, như vậy Đức cha Phaolô Bùi Chu Tảo qua đời lúc 92 tuổi với 64 năm linh mục và 42 năm trong sự vụ giám mục. Trên đây là những thông tin khái quát về tiểu sử và hành trình của Đức cha cố Phaolô mà chúng con tổng hợp từ một số nguồn tư liệu khác nhau. Chắc chắn là không thể tránh khỏi những thiếu sót, kính mong quý cộng đoàn vui lòng bỏ qua. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị và cộng đoàn đã luôn đồng hành và ủng hộ chúng con. Xin cộng đoàn vui lòng chia sẻ video cho nhiều người cùng xem và đăng ký kênh để đón nhận các bản tin mới nhất của chúng con.